bạn về cây dạng thọ thì giai đoạn trổ bông thì phải chăm sóc như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi mình sẽ chia sẻ trực tiếp trong video này nha. Thì hôm nay là ngày mùng 8, mùng 9 tháng chạp rồi các bạn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chăm sóc cây dạng thọ khi ra bông, phân, thuốc gì cần thiết nhất nha, để vừa mà diệt sâu bệnh mà vừa chăm sóc như thế nào để hợp lý, để khi cây vạn họ lối này nó ra bông rồi thì mình xử lý và chăm sóc như thế nào để đạt hiệu quả nhất, để nở bông đúng Tết, hoa nở đều đẹp và màu không tàn, có nghĩa là không xuống màu nha các bạn. Thì mình chia sẻ sơ lại là cây vạn họ cái thời điểm mình trồng thì nó có một số bệnh căn bản như là nấm thân nè, nó bị đen gốc nè, hối giữa thân nè, rồi bệnh héo xanh nè, rồi sâu giả bùa nè. Đây là những cái bệnh đại trà mà không dụng trên cây dạng họ. Thì những cái cây dạng họ này, cái giai đoạn này mùng 9 nè, mùng 8, mùng 9 nè, nó bắt đầu nó nhú bông như thế này hết rồi. Thì trong cái video trước mình có chia sẻ cách hãm bông nếu nó ra sớm hoặc là ra muộn, cách kích bông như thế nào. Thì hôm nay đầu tiên thì mình chia sẻ cho các bạn xử lý nè, để cho bông to tự nhiên nè, không sử dụng thuốc nha. Cái video này sử dụng nè, các bạn thấy không, ngoài cái bông trên chèo chính nó có cái hoa phụ nè, thì chúng ta sẽ ngắt cái hoa phụ này chúng ta bỏ đi. Hai bên cái hoa chính này nó sẽ có những cái hoa phụ như thế này. Thì để cho hoa to tự nhiên đều đẹp, nở đều đẹp thì mình phải ngắt cái những cái hoa phụ nằm hai bên cái nách của cái hoa chính này mình bỏ, để nó cái hoa bự nó lên sung mà nó bự. Chứ nếu để hai cái những cái chèo một cái đèo nhỏ này nó cặp theo cái hoa chính này thì nó sẽ kìm hãm cái bông này nè, bông chính không bự. Đây là những cây màu gà với hoa hướng dương của mình nè. Thì cũng cái giai đoạn này nè, từ mùng 10 trở đi thì chúng ta sẽ xử lý kiểm tra bông coi sâu bệnh như thế nào, rồi ngắt những cái chèo, những cái đèo hoa, có nghĩa là cái hoa chính này kèm theo những cái nè, nách phụ này nè, thì mình ngắt mình bỏ hết để dưỡng bông chính cho nó bự lên. Thì một cây thì cỡ 10 bông này các bạn coi nè, đó nè, cái chèo chính nó có những cái đèo phụ nè, ngắt bỏ hết nha các bạn. Thời gian này là để chúng ta lấy những cái bông không cần thiết này chúng ta bỏ nè, chứ đừng có để nó kìm hãm cái bông chính nó nhỏ. Thì cái này chút chiều mình lặt, giờ sáng sớm cũng không cần thiết, chiều giờ mình quay video này xong chút mình lặt cũng được. Và phương pháp cũng để cho hoa to tự nhiên không dùng thuốc, ngắt những cái chèo này dục nha các bạn, ngắt những cái nụ nó cặp heo nè. Thì mình chia sẻ thì giai đoạn này nở bông gì ok rồi, sẽ cặp kịp Tết, thì hoặc là vừa nhú thì chúng ta hốt phân chút xíu nữa. Còn nhớ nội trong ngày nay hoặc là tới ngày mai thì ngắt những cái hoa li ti mà nó mọc quanh cái hoa chính này dục nha, ngắt bỏ lãi bông để cho hoa chính nó bự. Còn nói vấn đề sâu bọ trong cái giai đoạn bắt đầu nở bông nha, thì nếu không xử lý kịp thì nó sẽ lan nhanh lắm các bạn, cũng như cái dạng mà bệnh héo xanh á, héo xanh này như cái cây cỡ này nè, những cái chèo này ngắt bỏ. Cái héo xanh giai đoạn này ví dụ nó vừa ra hoa nhú như thế này, tự nhiên nó lật ngang, thì mặc dù thì các bạn thấy không, ở trên cũng xanh tốt nè, nên mình phải kiểm tra những cái cây để xử lý liền, nếu không nó sẽ lan nhanh lắm. Thì cái bệnh héo xanh này quan trọng là cái giai đoạn đầu trước khi mình trồng mình phải xử lý đất, cũng như hoặc là trồng trong chậu cũng xử lý chậu trước khi mình gieo trồng, thì mình sử dụng vôi á, vôi rải đất, rồi sau khi đó mình mới sẽ làm đất và mới ươm trồng. Thì cái đó là mình xử lý lúc cây còn nhỏ, lúc mới đầu ươm trồng xử lý đất
để trừ bệnh héo xanh sau này là cái giai đoạn này nè. Chứ trồng tới giai đoạn này có hoa rồi tự nhiên cái rễ nó búng dài ra rồi nó bám vào đất, và cái vi khuẩn ở trên bệnh héo xanh ở nó nằm ở cái mặt đất đầu tiên nó bám thì sẽ lan vô cây và nó lan nhanh lắm các bạn. Mất công mình trồng giai đoạn này cái nó hư. Hay là còn mình không, nếu không thì mình mua cái thuốc mà thuốc gốc đồng đó, để mình xử lý đất là ok. Thì cái này mình ra các cái tiệm bán thuốc bảo vệ thực vật mình mua, mình nói thuốc gốc đồng để xử lý là người ta biết à, người ta sẽ bán cho mình. Còn còn này nè, giai đoạn này nè ra hoa rồi á, thì chân gốc nè người ta cũng vô giá hễ đầy đủ, phụ gốc à, không có sợ lật nữa, gốc thì chắc chắn rồi, thì chỉ trừ sâu bệnh đó thôi. Còn phân bón cái giai đoạn ra hoa này á, mình tưới DAP thì nhấp cho cây thôi, mình trộn với NPK 20 20 15 á, dạng pha loãng nha. Rồi mình cho cái thêm DAP nè, rồi một chút thuốc vào chung thì cái dạng 20 20 15 này mình ngâm lấy nước thôi, bỏ sát nha. Thì rồi tưới vào gốc, rồi sau đó mình phủ nước lên. Thì cứ nhấp nhấp vậy nha các bạn. Cho đến khi gần xuất hoa là mình mới ngưng. Ok, thì video hôm nay mình cũng chia sẻ một số phân hố và cách phân bón phân cũng như là xử lý sâu bệnh như thế nào cho các bạn nha. Nè các bạn thấy không? Sâu á, bắt đầu nhú bông là sâu nó chung vô cái bông á. Nên giai đoạn này phun hút sâu một lần nữa thì được, chứ khi nó nở bung ra thì hạn chế phun hút sâu nha. Sợ hư bông á các bạn. Ok, rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau nha. Bye bye.